em sẵn sàng chưa Lucy? Camera đang ghi hình đó. Hãy để lại lời nhắn cho con trai của mình nào. Ba mẹ đang mong con đó cục cưng. Xem đồ chơi của con nhiều chưa nè. Hẹn gặp lại con sau nha. Nhưng đôi lúc cuộc sống toàn là những điều bất ngờ. Đây là kết quả siêu âm của anh chị. Anh sẵn sàng chưa Justin? Sự thật đây rồi. Con mình sẽ là con gái. Ồ không, mình đã mong con trai vậy mà. Ai mà ngờ được, thời gian trôi nhanh đến vậy. Nhưng có con gái cũng không tệ lắm. Con đây rồi Megan. Cách chào hỏi độc quyền của ba con mình. Giỏi lắm con gái. Họ đáng yêu thật đó. Megan như là một người con trai với họ vậy. Mọi thứ thật tuyệt. Bữa sáng xong rồi đây. Hai người lên bàn ăn đi. Lucy rất chú tâm đến thức ăn tốt cho sức khỏe. Con muốn ăn hot dog không nè? Lựa chọn khó khăn đó. Sức khỏe hay ăn ngon đây? Đừng bận tâm nữa Megan. Càng nhiều calorie thì càng tốt chứ. Hãy thêm gia vị cho bữa sáng nào. Ui, mẹ chắc chắn sẽ không chịu ăn đâu. Con thấy khoai tây chiên rắc thế nào Megan? Trông ngon quá đi. Dạ vâng, bà đúng là đầu bếp thực thụ mà. Được rồi, ăn thôi nào. Ngon thật đó. Nhưng Megan là con gái thì phải ăn uống thùy mị chứ. Vị cũng được à? Mình chỉ cần uống thêm thức uống lành mạnh để bù trừ thôi. Con sao vậy Megan? Mình có soda mà con. Đây nè, chỉ một hớp thôi. Ồ anh yêu, anh phải ăn uống cho đàng hoàng chứ. Nhưng ba là ba mà, ông ấy làm gì mà ăn uống đàng hoàng được. Chút nữa thôi, lần này thì không được rồi. Megan, con sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đi đâu à? Với cái này, tất nhiên rồi, mình phải đi sửa xe thôi. Nếu ba đã muốn như vậy. Sửa xe chán quá đi à. Megan sẽ phải học từng chi tiết đó. Nhưng mà họ làm việc chung cũng ăn ý đó chứ. Sau vài giờ, chiếc xe lại đẹp như mới. Megan có một bí mật nho nhỏ. Cô nàng đang mê mệt anh chàng Thomas đó. Cậu ấy chính là bạch mã hoàng tử của cô nàng. Thomas đúng là hoàn hảo. Đẹp trai như vậy mà không phạm pháp à. Nhưng hoàng tử lại đang bận rồi. Thomas, cục cưng, em ở đây nè. Megan à, về nhà đi. Giờ thì cả trường sẽ treo cô nàng mất. Mà Megan có muốn như vậy đâu. Chỉ chút nữa thôi. Suýt nữa là phá vỡ kỷ lục rồi. Megan, con đây rồi. Con có muốn tập thể dục với ba không? Tập thể dục đâu phải là điều mình muốn vào lúc này. Nhưng con gái thì đâu có cãi ba được. Con xem này Megan. Mỗi bài tập đều bắt đầu bằng việc khởi đầu. Nhảy dây cũng dễ thôi. Một, hai. Một, hai. Thấy chưa? Con làm được mà. Nào, Megan giỏi thật đó nha. 100, 200. Cô nàng như là nhà vô địch nhảy dây vậy. Là được di truyền từ ba cả đó. Được rồi, nhảy dây chỉ là chuyện nhỏ. Mình nâng cấp lên tí nào. Đây là găng tay của con. Đeo vào đi. Sao mùi kỳ vậy chứ? Sẵn sàng chưa Megan? Bắt đầu nào. Đấm, đấm thêm lần nữa. Đến lượt con nè. Rất rõ ràng, đấm bốc không phải là món tủ của Megan. Nhưng Justin là nhà huấn luyện tài năng. Cố lên nào con yêu. Đánh nó mạnh nhất có thể đi. Không được đâu ba. Đấm bốc quá là dữ dội với con rồi. Nhìn kìa, đối thủ của con đó. Nào, đánh đi. Vâng ạ. Giờ thì đúng là khác hẳn nha. Nào, giờ chị sẽ cho cưng biết. Cướp crush của chị sẽ phải chịu tội gì. Nhận lấy nè. Megan dừng lại. Đủ rồi con. Có vẻ như Megan đi quá xa rồi. Đó mới gọi là huấn luyện tốt chứ. Đến ngày sinh nhật của mình rồi. Sau khi ướp xong thì con có thể tiến đến phần quan trọng nhất rồi. Chúc mừng sinh nhật cục cưng. Megan, cái này phải chờ đã. Mở quà của ba trước đi. Xem nó bự chưa kìa. Con sẽ thích cho mà xem. Ồ, cái anh này. Wow, là hộp dụng cụ nè. Hộp trang điểm sẽ tốt hơn nhiều chứ. Nhưng đống này sẽ có đất dụng võ thôi nhỉ. Cảm ơn ba nha. Giờ thì mình cắt bánh ra thôi nào. Justin, mình phải lấy dao ra chứ. Không, dao chỉ dành cho bánh bèo thôi. Cái cưa tốt hơn nhiều nè. Ba lúc nào cũng thế cả. Ba, ba dễ thương quá đi. Hả, còn không có cả thìa. Nhưng cũng đâu làm khó được ai. Trong ngày sinh nhật thì muốn làm gì cũng được mà.
Mẹ ơi, tình huống khẩn cấp, con sắp trễ hẹn rồi. Con đi hẹn hò à? Không, đâu có đâu. Có gì đó sai sai nè, phải kiểm tra lại mới được. Ai ngoài cửa đó nhỉ? Trông đáng ngờ quá. Cậu này còn mang theo cả hoa, không biết vì cớ gì nữa. Mình nghe đúng rồi, Megan sắp đi hẹn hò đây. Thư giãn đi, Megan sẽ sớm ra thôi. Ta sẽ có tí thì giờ để tìm hiểu về nhau đó. Hai mẹ con trang điểm thì hai người không hề quan tâm đến thời gian. Cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi, con lo quá à. Ross của Megan đang gặp rắc rối đây. Bắt đầu với hít đất nào. Để xem cậu làm được bao nhiêu. Giờ thì ngồi xổm vài trăm lần đi. Nào, cố lên. Cậu thấy chạy bộ thế nào? 300 vòng quanh nhà nha. Chuẩn bị, bắt đầu. Ôi không, xong mình rồi. Đúng rồi, đi đi. Megan của tôi không cần mấy anh yếu đuối đâu. Cảm ơn mẹ nhiều nha. May mà có mẹ giúp đỡ. Ai gõ cửa đó ạ? Có ai đâu, người giao thư thôi. Cậu ấy có đến không ta? Sao lại lâu quá vậy? Chắc cậu ấy không còn thích mình nữa rồi. Thôi nào con gái, vào ngủ đi con. Con nít mà hẹn hò cái gì? Trận đêm nay hay quá đi. Vừa ngồi xem vừa ăn vặt thư giãn. Ok, Justin mê trận bóng quá rồi. Giờ ai nói gì thì ông ấy cũng không nghe gì hết. Vậy là hai mẹ con có thể đi mua sắm thỏa thích. Đi nào Megan à. Trận tiếp theo cả tuần nữa mới đến. Nào đừng lãng phí thì giờ chứ. Phải lấy hết thôi. Quả nhiên Justin vẫn mãi mê xem tivi. Anh yêu, mẹ con em về rồi nè. Này sao hai mẹ con không xem cùng đi? Ô thôi đi, em đi mua sắm mệt rồi. Xin lỗi anh nha. Không có ai trong nhà là cùng sở thích với ba cả. Chán thật đó. Nhưng Megan và Lucy lại có bất ngờ cho ông ấy. Ba à, bắt lấy nè. Cho ba hả? Thích thật đó nha. Nhưng ta sẽ phải xem lại chiếc thẻ ngân hàng trống rỗng đó. Mình sắp phá vỡ kỷ lục rồi. Cố lên Megan, con làm được mà. Được rồi nè. Công sức huấn luyện của ba đã được đáp lại. Cần câu ở đây nè. Móc câu và mồi cũng đã được bỏ vào. Ba sẵn sàng đi câu cá rồi. Ba sẽ nhớ hai mẹ con lắm đó. Em yêu, nhớ lo cho con đó nha. Còn con Megan, đừng có nổi loạn đó. Tự do ơi, không phải tập tành hay sửa xe gì nữa. Mình có thể bình yên rồi. Xem trận bóng nè. Megan, sự thùy mỹ của con đâu rồi? Justin đã dạy con bé hư rồi. Thôi nào, mấy anh làm được mà. Phải vì bạn chứ. Con ăn vặt nha Megan. Ăn trưa trước rồi tính sao. Con vào bếp ngay đi. Nhưng nhà lại không chỉ có Megan và Lucy. Megan, vitamin của con nè. Con đang ăn hot dog mà. Mình chỉ cần cho thêm ớt thôi. Ba luôn làm như vậy mà. Đúng là di truyền rồi. Con gái cũng y như ba của nó. Ồ, ước gì Justin có ở đây. Anh ấy là người duy nhất có thể mở mấy lọ này. Nhưng Megan còn mạnh hơn cả ba nữa. Mẹ à, để con cho. Dễ thôi mà, cứ mở ra thôi. Bất ngờ thật đó nha. Cảm ơn con nhiều nha. Nhanh lên, đừng bỏ lỡ phần sau chứ. Mẹ ơi, có người đem tivi đi kìa. Chờ đã, đừng hòng nghĩ đến chạy trốn nha. Cú đấm móc cái trứ danh y như ba dạy vậy. Đi ra khỏi đây ngay, đừng có mà quay lại đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ồ, có gì đâu. Trộm vừa vào nhà thôi ấy mà. Nhưng hắn đã đi rồi. Thì ra các bài học ba dạy lại có ích đến như vậy. Bạn có thích câu chuyện gia đình này không nào? Ba đã dạy bạn những gì nè? Bình luận cho tụi mình biết với nha. Và hãy nhớ like, đăng ký và ấn vào chuông để không bỏ lỡ những kịch bản hài hước mới nào về gia đình từ Trum Trum Select.